Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì mình đang trên đường đi lên chùa các bạn ơi. Thì chùa này là ở ở Huế các bạn, thành phố Huế. Trên đây có ngôi chùa chùa Quan Âm các bạn, chùa có tượng Phật Quan Âm. Thì hiện nay mình đang trên đường đi lên. Nhưng đi dọc đường thì mình thấy có cây bonsai nhiều các bạn. Này dọc đây nè. Ở đây mình có đi hết lần các bạn, lần này mình đi lần thứ hai nè. Bạn thấy cây này cây sơn liễu nữa các bạn ha. Sơn liễu này mình làm bonsai mini rất là đẹp nè. Mưa mùa này không có mưa các bạn, nó khô cằn nó nằm đây nè. Đó, để mình cây này cây quýt, quýt rừng nè các bạn, quýt rừng bưởi rừng gì đó ha, thơm lắm. Để mình bây giờ mình đi lên chùa, mình lên chùa mình lại mẹ Quan Âm ha. Trong cái mình đi xuống đây nè, cây này cái quýt rừng nữa các bạn. Cây này là quýt, không phải là quýt rừng mà cam rừng, chanh rừng gì đó. Nó cũng giống như cây quýt rừng mà lá nó mỏng hơn mà to hơn. Nè gốc nó nè các bạn ha. Chút nữa mình giờ mình lấy cây này nè ha. Đó, để nó nè, đây cây nữa nè các bạn. Đó, mấy cây nó chốc lên gì nè. Để mình về mình lấy một cây hai cây gì đó nhỏ thôi, để mình về mình làm, mình trồng mình làm kỷ niệm các bạn ha. Kỷ niệm một chuyến đi mà ra thành phố Huế. Thì mình thì các bạn thấy thì mình đi thường thì mình thường đi chùa các bạn ơi. Đó. Vừa đi công việc rồi mình có thể mình vừa đi chùa luôn. Đó. Thì chùa Quan Âm này thì mình cũng có dịp mình lên đây cũng cũng mấy lần các bạn. Mình dịp lên đây cũng mấy lần rồi. Thì đợt này mình ra đây thì mình cũng ghé chùa. Đó thì tính ra thì cách thành phố Huế cũng không như xa các bạn. Cách thành phố Huế đâu 10 cây gì đó. Mấy mẹ chứ. 10 không? 10 cây. Hơn 10 cây. Cách thành phố Huế hơn 10 cây các bạn. Đó. Thì mình đi xe thì không có chạy đây được, đậu ở dưới kia. Thì bắt đầu mình đi lên một đoạn các bạn, lên đoạn chắc cũng mấy trăm mét thôi, cũng không cao lắm đâu. Đó, để mình ở chỗ đây hình như người ta cho chạy xe Honda lên nữa các bạn. Để mình đi dài, mình thấy cái cây bonsai thì mình có thể cây nhỏ nhỏ thôi, mình không lấy cây bự các bạn ơi. Lấy cây nhỏ nhỏ thôi ha, để mình về mình làm kỷ niệm thôi chứ mình không lấy cây bự đâu ha. Để mình bỏ vô trong cái bỏ vô cái chai. Rồi đóng nắp lại cho nó kỹ cái nữa mình về đây mình đi đi máy bay các bạn, thì ra không có lấy được cây bự đâu. Bây giờ để mình lên chùa ha. Tới đây là chỗ giữ xe nè các bạn. Ở dưới kia thì cũng có chỗ giữ xe nữa. Nhưng mà nếu mà mình chạy xe Honda đó, mình chạy ở đây luôn. Mình chạy ở đây mình đậu xe ở đây cũng được. Rồi mình đi đoạn nữa là lên tới chùa các bạn. Chùa trên đó đó. Tới đây mình thấy có cái cổng. Người ta đốt nhang với trời đúng không ạ? Hình như người ta cũng cầu khẳng gì đó, người ta đi theo bậc nè các bạn. Hành hương. Rồi cũng đi cắm nhang dọc đường nè. Cái này phong tục của mỗi nơi, mình cũng không rành nữa các bạn ạ. Mình thì cũng ít khi đốt nhang. Chủ yếu cái lòng thành của mình các bạn. Nhiều khi mình đốt nhang cái trời nắng này nè, nó cũng rất là nguy hiểm. Đó, thành ra cũng nên hạn chế đốt nhang ha. Các bạn thấy trời nắng khô cái này nè. Đó mà các bạn thấy mà nếu mà mình đốt nhang này là nó cũng dễ bị cháy đúng không ạ? Cái đường này là cái đường mà cũng có những cái câu kinh của mẹ Quan Âm gì đó. Ha. Thì người ta mỗi người có một cái tín ngưỡng các bạn. Ta vừa đi vừa giái gì đó. Mình thì vừa đi vừa quay cái clip vừa nói cho bạn nghe luôn, không biết, không biết giái gì luôn ha. Giái cho mạnh tay khỏe chân đi. Đó thì cái mình đi lên tới đỉnh, mình lại mẹ Quan Âm. Đó, rồi mình đi về cái mình xin
mình lấy mấy cái cây bonsai nhỏ nhỏ mà nhỏ như ngón tay thôi ha. Giờ mình trồng làm kỷ niệm rồi sẵn nuôi cho nó sống mà trồng, mà có thể mình làm clip cho các bạn xem đó. Thì ngày hôm nay mình đi ra đây thì ngay chăng cái đợt dịch các bạn ơi. Mệt quá, vừa đi vừa thở các bạn, lên bực nhiều bực lắm. Thì mình đi ngay chăng cái đợt dịch ở Đà Nẵng các bạn, nhưng mà mình thì lỡ đặt vé đi rồi. Bây giờ mình đi hút Đà Nẵng rồi, qua tới Huế thì cách Đà Nẵng cũng mấy trăm cây thôi. Thì mình cũng tuân thủ các bạn ha, tuân thủ là đeo khẩu trang để mình quay lại cho các bạn xem. Mà mình đeo khẩu trang à đó. Chào các bạn nha, đó, đi phải đeo khẩu trang các bạn. Rồi có lẽ là mình ở đây bữa hai bữa là mình đi máy bay thẳng về Sài Gòn luôn các bạn, không biết dịch sao nữa. Thành ra mình thì nói chung ra quê ở ngoài Huế nha các bạn. Cái ngày mà người ta chập chập mộ ở Huế nè, thành ra mình có ra đây mình thăm, mình đi cúng ha. Hình như bữa nay chùa là vắng luôn các bạn, không có người luôn ha, không có người luôn. Dịch đó các bạn, thành ra người ta cũng ít có đi. Đó, tới tượng mẹ ông Âm đó các bạn. Đó, đây nhìn thấy tượng mẹ ông Âm nè. Ây da, vậy đi về thở các bạn ơi, lên cũng nhiều bậc á. Ây da, rồi để mình đi vòng, rồi cậy thở đi hết bực luôn đi nè. Đó, mệt mà đeo khẩu trang nữa các bạn, mà đeo khẩu trang nữa khó thở đó. Rồi thấy tới tượng mẹ ông Âm kìa, túc trên cao á. Ở đây thì người ta cũng có bán hàng quá nhiều luôn đó các bạn. Mình đi ngay lúc trưa nữa các bạn, quá nắng luôn đó. Hay, mệt quá. Bạn thấy đằng trước có cây hoa kìa, hoa đó là hoa tường vi các bạn. Tường vi này không biết người ta trồng hay là tự lên mới nữa. Tường vi không, tường vi này mình cũng đang trồng cây con nhiều lắm bạn, không có mua coi. Ở đây người ta bán mấy con chim để thả phóng sanh đó các bạn, người thì bắt lại người thì mua thả ha. Đây nó nghịch lý vậy đó. Đó, à, thấy mẹ ông Âm rất là uy nghi ha. Để mình nghỉ á, mình nghỉ mình thở một tí á, rồi quay các bạn xem tiếp tục ha. Mệt quá. Bạn biết cái này gì không? Giống cục kẹo quá ha. Hồ biến nó ra. Hồ biến nó ra các bạn. Nó đổ mồ hôi ướt chân ngoài. Ây da, nó mát. Thôi, đổ mồ hôi ướt hết chân các bạn ơi. Để mình nghỉ chút đi, cái mình lên mình lại bàn cái mình xuống ha, kiếm có cây nào không. Con xe nãy mình thấy chắc được á, lấy về trồng làm kỷ niệm thôi, một chuyến đi ha. Đợt rồi mình có lên đây các bạn, nhưng mà mình thấy cũng có nữa mà lúc đó không đem gì theo. Cái này đi đem theo cái kèm các bạn, cái này đem theo cái kéo thôi, chủ cắt ngang bỏ vô cái chai này nè. May quá là trời bữa nay cũng không nắng lắm các bạn.
Ui ui. Giờ mình đi lên cái bậc thang nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bậc các bạn. Đó, 22 bậc cái là tới tượng mẹ con Âm nè các bạn. Đó, nó còn 10 quy nghi ha. Đó. Bầu trời mây rất là đẹp luôn các bạn. Thì đằng trước sân này như người ta làm mấy cái này để đến đến cái ngày lễ các bạn. Che ra thôi. Ồ, ở đây nhìn xuống thấy thành phố Huế không? Thành phố Huế giờ nằm đâu các bạn ơi? Đi lũi lũi ra một kia mới tới thành phố á. Tượng mèo con Âm rất là uy nghi các bạn. Trong thì trong đó là có thợ ở trong đó các bạn. Để chút mình vô trong đó mình đốt nhang ha. Rồi đây bây giờ mình quay vòng ra. Đó, mẹ con Âm nhìn về hướng sông các bạn, sông này nè. Sông Hương núi Ngự gì đó nè. Cái chỗ đó là cái cầu quốc lộ các bạn. Quốc lộ 1A mà đi hướng ra Hà Nội đó. Còn hướng này về Sài Gòn nè. Thành phố Huế đâu bên đó đó các bạn. Đó. Trời nắng có mấy cái áng cái gợn mây đẹp quá. Quá đẹp đúng không bạn ơi? Rồi để mình vô mình lại mẹ con Âm ha. Mình lấy cái nhỏ này thôi. Thấy cũng cây rồi. Như vậy mình cắt bỏ đi. Để trên đây. Biết sống nổi không biết. Bạn ơi. Ăn vô đây rồi, sao lấy đi. Không lấy sâu được rồi. Đút cái kéo vô đây không được nè. Cái này mình hên xui các bạn ơi. Ha. Đây anh xui nè. Đó. Chúc may mắn ha. Đó, đây này đi. Chúc may mắn. Chắc cho nó thật là sát luôn ạ. Mà họ thấy đây này nó có trái. Đây như là lá cái trái bích của mình đúng không ạ? Ngắn thôi. Sao nó xì mũ rồi mới sống nổi không đây nó cái nào nhỏ nhỏ mà cái này giờ mình cố gắng mình trồng sống á mình kỷ niệm ha rồi cũng trong đây còn mấy cây nữa nè nhưng mà nó bự quá không lấy được con ơi cái này cây trong đây nữa. Rồi, chắc lẽ mình lấy cây này thôi các bạn ơi ha. Rồi. Cũng giấy mẹ con Âm ha, mình phù hộ cho mình. Cho mình trồng sống cái cây này làm kỷ niệm. Đó, rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Rồi, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha. Đây cây nữa các bạn ơi. Nãy nhổ được cây này nữa nè, hai cây lận. Để kéo ra ta. Để mình cắt bớt cái rễ đó nè. Cây này tương lai hơn nữa bạn, còn lá nè. Đó. Giờ mình chế nó miếng nước các bạn, khô quá. Rồi, cái nước nó đút vô cái chai này không được các bạn ơi. Rồi giờ mình bỏ vô bọc, mình quấn nó lại. Để ẩm nó các bạn ha. Em đi đường xa mà nó này bỏ vô vali đem về nha máy bay với nó máy nó sôi nó cũng chắc không sao đâu
phục lại. Đó, mình chế nước nó ướt rồi mình để đây là nó giữ ẩm mà nó không có bị khô ha. Đó, đúng ra cái chai nó hơi bự, còn gõ vô chai luôn. Nhưng mà cái chai nhỏ quá, không được rồi. Rồi.